Xin thân ái chào tất cả các bạn và chào tất cả mọi người. Tôi là Kiên Điện Nước. Lâu lắm rồi hôm nay lại làm một cái video để chia sẻ tới các bạn. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cái chi tiết của một cái tủ điện. Chọn chế độ điện cho gia đình. Nhưng mà do là mình đây là mình làm một cái clip để mình quay cho các bạn xem, thì đây mình làm lên cái bề mặt của cái tấm gỗ này đấy, để tượng trưng cho là đây là một cái tủ điện chọn chế độ điện cho gia đình bằng cái áp đảo chiều. Thì cái cầu dao đảo chiều á là để chọn điện máy nổ hoặc là điện ly oa hoặc là điện lưới, thì mình làm rất là nhiều rồi, nhưng hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách đấu áp đảo chiều. Áp này thì như ở trên, như các bạn nhìn thấy đây, thì đây là có hai cái áp đảo chiều các bạn nhé. Đây mình thông thường gia đình nhà mình thì dùng là cái loại 63 ampe thôi. Thì đây trên đây là hai con áp 63 ampe, dưới này thì là thiết bị bảo vệ đầu ra, đó là CB tổng và CB tiếp. Thì đây cũng là CB 63 ampe. Thì bây giờ nó do là cái thời gian mà để đấu được cái tủ này á nó rất là lâu các bạn. Thì mình đã đấu xong sẵn hết như này, xong thì mình chia sẻ lại các bạn cách đấu thôi, cho các bạn xem mà rồi các bạn đấu thôi. Thì trước hết mình xin giới thiệu các bạn, thì đây là con áp này mình gọi là tạm gọi là con áp số 1 này. Đấy, con áp đảo chiều số 1, bên này là con áp đảo chiều số 2. Thì mình sẽ cách đấu sẽ như sau. Thì hai cái áp này á là ở cái tủ điện này đã dùng ba cái nguồn điện khác nhau các bạn nhé. Thì bên này đây. Đây là dùng cái nguồn điện này các bạn này. Đấy, là dùng điện lưới. Còn bên này dùng coi như là điện máy nổ. Và kế tiếp đây là điện ở ly oa ra. Thì đây bên này là máy điện lưới các bạn nhé, đây là điện coi như là máy nổ và đây là điện từ ly oa ra. Thì cái cách đấu về mình sẽ chia sẻ các bạn thứ tự như sau. Thứ nhất là về cái áp số 1 này, thì trước hết là các bạn đưa cái nguồn của điện lưới vào đây, cái dây này là cái dây nguồn điện lưới các bạn nhé. Đấy. Đưa nguồn điện lưới vào bên cái phía tay trái này, đây mình đưa điện lưới vào đây. Và trên cái đầu của cái cầu dao này thì mình đưa một đường nữa đi sang bên cái con áp này. Con áp này là con áp bật riêng cho cái ly oa các bạn nhé, tắt bật ly oa. Đấy, ở chỗ đây. Tiếp đến là ở bên dưới áp là mình sẽ coi như là dùng dây, các bạn uốn dây. Đây là đầu vào. Và cũng đây là đầu vào. Đây là điện áp vào này, hai cái bên này là điện áp vào rồi. Còn dưới này là điện áp ra các bạn nhé. Đấy, đây là điện áp ra này. Thế còn kế tiếp bên đây là con số áp số 2 này, mình gọi là con áp số 2 đi, thì đây này con đây là nguồn điện lưới. Điện lưới các bạn nối ở trên cái đỉnh áp này. Đây là dây điện mà xin lỗi các bạn, đây bên này là dây điện máy nổ này. Đấy, điện lưới bên này rồi. Thì đây là điện máy nổ. Thì điện máy nổ mình đấu vào đây. Còn điện ở ly oa ra, điện áp ở ly oa ra đây mình tượng trưng, ví dụ như các bạn xem là cái clip mình đấu ly oa rồi ấy, thì các bạn sẽ biết. Thì đây mình là đúng là cái áp riêng này cho cái ly oa này, khi mình tắt mình bật này. Đấy, tắt mở ly oa này là dùng cái con áp này. Thì đây là như dây ở đây là mình làm thì không, mình không có đấu qua ly oa. Thì đây là mình tượng trưng cho là đây là ở cái đoạn dây này để đấu vào ly oa nhá các bạn nhá. Thì như ở đây thì các bạn cắt đôi dây này ra này, cắt đôi dây này ra thì đấu vào ly oa, đầu vào đấu vào, đầu vào đầu ra, đấu vào đầu ra, thì điện áp sau khi bật ly oa lên thì nó sẽ ra đây. Đấy, điện áp ly oa nó sẽ ra đây các bạn này. Thế còn ở bên dưới áp này, áp số 2 này thì mình sẽ đấu. Đây là các bạn này. Đấy, đây cũng là cái đường ra của điện lưới và điện qua ly oa. Thế đây là điện qua ly oa này. Mình đấu đi đưa sang bên cái đỉnh của cái áp bên cái còn lại này.
Đấy. Thế như vậy là bên này sau khi con át số 2 này mình chọn điện lưới. Ví dụ như mình dùng điện lưới thì là mình dùng điện qua liwa, lấy điện lưới qua liwa. Thì liwa nó ra nó sẽ cấp sang đây. Mà kể cả mình dùng điện máy nổ thì nó cũng đều cấp sang đây. Đấy, khi mình bật đảo chiều lên thì là sẽ coi như là có điện nó cấp sang bên cái tay áp bên này các bạn nhé, cái đỉnh áp này. Đó. Thế còn ở đây là đi về đây là gia tải này. Bên dưới này là toàn bộ là gia tải. Gia tải thì mình đấu xuống đây. Đấy. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, mình đấu đây. Thế bây giờ thì mình sẽ cấp điện vào. Ở đây mình cấp điện rồi các bạn nhé. Đây, đây có điện rồi này. Đấy, đây đang là điện lưới này. Và bên này là máy nổ này. Máy nổ thì đang có điện này các bạn nhé. Đây, máy nổ đây, đây. Đây là mình lấy điện máy nổ này. Thì đây máy nổ đang có điện này. Đấy. Ví dụ như là khi mất điện lưới. Bây giờ mình sẽ bật để cho các bạn xem nhá. Thì bây giờ trước hết này, mình sẽ thao tác về con áp số 1 này. Thì bây giờ mình sẽ dùng điện lưới. Đấy, bây giờ tất cả mình sẽ tắt đi. Bây giờ tất cả là át đang ở chế độ nghỉ các bạn nhé, không làm việc. Thì bây giờ trước hết là mình sẽ coi như là dùng điện lưới này. Bây giờ mình sẽ bật điện lưới lên. Đấy. Như vậy là ở đây đã có điện. Điện lưới sẽ cấp xuống dưới này các bạn này. Đấy. Điện lưới là cấp xuống đây. Thì mình sẽ bật CB tổng này lên và mình bật CB tép. Đấy, như vậy là đã có điện. Đấy là nói về mình nói về điện lưới. Ừ. Thế bây giờ ví dụ như là khi mất điện lưới thì bây giờ các bạn sẽ dùng điện máy nổ. Ừ. Thế bây giờ mình sẽ dùng máy nổ nhé các bạn nhé. Mình nổ máy nổ lên và mình bật cái át này lên. Đây, bật cái tay át này lên. Như này. Ừ. Thì bật cái tay át này lên thì điện ở máy nổ nó đã cấp sang đây các bạn này. Đấy. Như vậy là bắt đầu mình sẽ coi như là bật cái át này lên. Coi như là không cần phải tắt bên này luôn mà các bạn bật cái này lên luôn. Ừ. Đấy. Bây các bạn bật lên là sẽ có điện luôn này. Đấy. Mình quay đây cho bạn xem nhá. Đấy. Thì các bạn chỉ cần nhích cái tay áp này thôi là cái phía bên này nó sẽ tự nhảy rồi. Đấy. Đây mình bật lại cho các bạn xem. Đây ví dụ ta đang dùng điện lưới này. Bây giờ ta muốn dùng điện máy nổ rồi. Các bạn chỉ cần động cái tay áp này nhích một cái thì là cái tay áp bên kia nó đã nhảy rồi. Đó. Và ta gảy lên. Đấy là thế là chúng ta đã dùng điện lưới. À, ta xin lỗi các bạn, ta dùng điện máy nổ. Đúng. Bây giờ mình muốn thao tác tiếp không dùng điện máy nổ. Đấy. Sau khi ví dụ có điện lưới ta sẽ tắt coi như là máy nổ đi, ta tắt máy nổ đi như này. Đấy, các bạn tắt máy nổ đi thì cái bóng này sẽ mất điện nhá. Ừ. Bây giờ có điện lưới rồi, mình muốn dùng điện lưới thì mình bật cái áp này lên, hoặc là nếu không ta, nếu ta dùng qua điện qua liwa thì bây giờ mình sẽ bật cái áp này lên các bạn, áp này qua liwa này. Đấy. Bật cái áp này lên nhá. Thì là điện đã qua liwa và liwa nó dẫn điện qua liwa ra đây các bạn. Đấy. Điện đã áp đã ra đây. Thế bây giờ mình muốn dùng qua đi điện qua điện qua liwa cho nó ổn định thì mình sẽ bật cái áp này lên là lại có điện thôi. Đấy. Mình sẽ coi như là đây bây giờ mình bật lên mình dùng liwa thì mình sẽ bật cái này lên. Đấy, thì điện đã sáng. Hồi nãy mình đấu cái này nó đang chập chờn quá các bạn này, nó chưa tiếp xúc tốt rồi. Đó các bạn nhìn thấy chưa, bây giờ đây là ta đang dùng điện áp qua liwa này. Thế bây giờ các bạn muốn không dùng qua liwa nữa thì các bạn phải tắt đi, dùng điện lưới. Dùng điện lưới thì mình lại gảy cái áp này lên.
Đấy. Thì lại có điện lưới. Cũng rất là đơn giản thôi các bạn. Đây mình quay lại cho các bạn xem nhé. Một lần nữa. Cái cách mình đã đấu đây. Màu dây mình đã đi, màu dây nó khác này các bạn nhìn. Thì mình nói lại, bên này là điện lưới này. Đấy, đây là điện máy nổ này. Đây là điện Liwa này. Còn bên dưới của cái át này là đảo chiều này, tất cả nó đều là da phụ tải ấy các bạn nhé. Thì đây. Nhìn thì nó cũng hơi là rườm rà. Nhưng mà cái cách đấu thì nhìn nó cũng rất là đơn giản và dễ thôi. Và cách thao tác nó cũng rất dễ thôi. Đúng. Bây giờ mình gảy cái này lên là cái... Đây bây giờ mình muốn dùng điện máy nổ là mình gảy lên như này. Đó. Thế mình điện dùng cái điện máy nổ. Đó. Thế là sáng thôi. Còn nếu mà mình muốn dùng qua liwa, khi có điện lưới rồi mình dùng qua liwa thì mình bật cái áp này lên. Đấy là nó tự nhảy các bạn nhé. Đó. Rồi ok. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cái cách mà mình đã đấu cho cái những cái áp đảo chiều để chọn chế độ điện làm việc cho một cái tủ điện. Nếu các bạn thấy cái chia sẻ của mình là hay là hữu ích, đừng tiếc gì cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để có nhiều dịp chia sẻ với các bạn cách làm điện cũng như là nước trong công trình các bạn nhé.